Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chia sẻ tiếp theo của mình trên kênh Bardo Official. Ở video này mình muốn chia sẻ đến mình muốn nói về một vấn đề, đó là tại sao cần phải liên kết với nhà in và cái tầm quan trọng của nó thế nào để cho giữa một cái tiệm dịch vụ của mình phát triển tốt hơn. Thì các bạn biết là khi mình mở tiệm photo thì không những ngoài mà chỉ có photo không, thì các bạn biết là các bạn có khả năng các bạn làm được về các vấn đề dịch vụ in ấn như là card visit, tờ rơi, catalo, in bì thư, in brochure, tức là những cái số lượng ở mức độ là lớn, tức là mức độ với số lượng nhiều, tức là khi ví dụ như tờ rơi người ta in với số lượng khoảng 500 hoặc 1.000 tờ, thì đó là những mức độ lớn. Thì ở đối với những mức độ lớn thì chúng ta không thể nào mà chúng ta sử dụng những cái máy in màu của chúng ta. Và đặc biệt là khi mà mới mở tiệm thì các bạn mới đầu tư cái máy in phun thôi, thì các bạn không thể nào mà ngồi ví dụ như in 500 tờ rơi thì các bạn có thể sử dụng cái máy in phun các bạn in được, và tốc độ nó rất là chậm. Và lúc đó các bạn sẽ thấy là khi mà in á, thì nó xảy ra nhiều vấn đề hiện tượng như là tắt mực nè, và chúng ta xử lý vào máy in liên tục vậy thì mình cảm thấy rất là xót máy. Đối với những cái máy mà in phun thì mình sử dụng ở những cái tầm vừa thôi, tức là khoảng mình in khoảng khoảng 100 tờ hoặc là 200-300 tờ đổ lại, thì mình cảm thấy cái máy nó hoạt động ổn hơn. Hoặc là ví dụ mình in nhiều quá thì nó sẽ ra các hiện tượng đó, như là mình nói đó, như ví dụ như là tắt mực rồi nè, với lại cái thời gian làm việc của mình rất là chậm. Và khi mà mình đặt số lượng nhiều mà mình sử dụng máy in phun thì mình thấy nó không có được ổn. Ví dụ như khách hàng tới, khách hàng đặt 500 tờ 500 tờ rơi hoặc là 1.000 tờ rơi, nếu các bạn không liên kết được với nhà máy in mà các bạn sử dụng cái máy in của mình in phun, thì thứ nhất là nó mất thời gian, thứ hai là mình tính ra cái lợi nhuận của nó cũng không có bao nhiêu, và cái thời gian của mình làm nhiều. Còn hơn nếu mà các bạn đã liên kết được với nhà máy in rồi thì các bạn cứ đẩy cái file qua cho mình nhà máy in và chúng ta ăn chênh lệch. Và cái phần chênh lệch đó tùy theo ở những nơi, có những nơi, nếu các bạn biết có những nơi là cái lượng mà in tờ rơi nó ít thì mình sẽ nhận giá cao hơn và cái lợi nhuận mình nhiều cao hơn. Hoặc là những cái nơi mà các bạn đang mở tiệm và có sự cạnh tranh rất là nhiều tiệm thì mình sẽ lợi ích lại, mình để mình giữ khách. Thì đó là một cái tầm quan trọng mình muốn chia sẻ ở cái video này cho các bạn về tại sao mình phải liên kết để phát triển bền vững ngành nghề dịch vụ ô tô của mình. Có thể nói trước đây khi mình mở tiệm ô tô thì mình cũng giống như tất cả các bạn thôi, là sẽ sắm một cái máy in phun màu, lúc đó là mình sử dụng T50 A4. Thì lúc đó các bạn biết là chưa có kinh nghiệm nên một khi có một đợt hàng, các bạn biết là mình nhận 200 cuốn tài liệu mà trong đó nó có màu. Mà các bạn biết là khi mà mới mở ra thì khi mà cái nhận được một cái đơn hàng nhiều, các bạn cũng rất là thích, tại vì lúc đó mình cũng chưa có, lúc đó mình đang mới mở ra, mình đang cần một cần sao cái lượng khách nó nhiều để mình làm mình có tiền. Tuy nhiên ở vấn đề cái lại là khi các bạn nhận nhiều với một cái máy in phun màu mà 200 cuốn như vậy thì mình không, lúc đó là mình lại không có tính được là cái thời gian in của cái máy in màu là bao nhiêu tờ một phút, và để hoàn thành công việc đó thì bao nhiêu ngày rồi mình sẽ hẹn với khách hàng. Các bạn biết là khi đó mình mới đầu mình cũng tưởng nó rất là nhanh, nhưng khi các bạn biết là làm mình phải thức nguyên một đêm, lúc đó là có hai anh em thì phải chia ra thức nguyên một đêm, nhưng mà làm không được tới đâu hết. Rồi thứ nhất là chạy nhiều, là máy trong quá trình chạy là nó bị tắt màu, rồi nó bị xước xước màu, màu không đủ rồi phải tắt máy, li máy rất là cực khổ. Những ngày đầu mà sử dụng máy in phun rất là cực khổ, mình cũng không có kinh nghiệm để mà nhận hàng đó. Thì sau một thời gian mình làm mà thiết kế rồi xong, lúc trước mình cũng nhận in một số cái ví dụ như card visit này, mình in cũng in một hộp hai hộp mình nhận mình làm. Tức là khi mới mở tiệm ra thì mình luôn nhận những cái gì mà nhỏ nhất mình làm được thì mình vẫn làm hết. Khách hàng hết tới hỏi gì mình làm hết, thì để khách hàng sau này khi mà mình tới cái dịch vụ mình thì họ nói cái này chỗ này nó làm được tất cả các thứ, ví dụ như thẻ đeo, bì thư, nhận hết, kể cả số lượng ít, 10 bì thư, 5 bì thư gì nhận hết, nói chung số lượng ít hơn nhiều. Nhưng mà đến khi mà một số lượng khách hàng nhiều rồi thì bắt đầu mình có sự liên kết. Ví dụ như khách hàng tới in 5 hộp card visit, thì các bạn biết nếu mà các bạn bây giờ các bạn tính toán là vừa giấy vừa mực vừa công vừa cắt mà 5 card visit, 5 hộp card visit mà các bạn lấy khách hàng mắc quá thì người ta sẽ chê các bạn làm mắc. Mà nếu các bạn làm
lấy rẻ quá thì nó cũng không có phù hợp với cái lợi nhuận cho các bạn. Do đó cách nhất là các bạn nên liên kết với nhà máy in để mình quăng file qua. Thì giờ cái liên kết đó, hiện tại bây giờ các bạn lên mạng, các bạn search những nhà máy in nào mà cho các bạn liên kết với gửi file để các bạn in. Hầu như bây giờ là rất là nhiều, ra rất là nhiều nhà máy in upset. Do đó họ luôn có những cái nhu cầu để mà họ cần những cái mối lẻ để mà ghép phụ thêm những cái bảng trống, còn trống nhỏ họ ghép vào để họ kiếm thêm lợi nhuận. Chứ không thôi là họ bỏ bảng trống đó cũng ít, nên do đó là rất là nhiều máy in. Các bạn cứ lên mạng, các bạn tìm hiểu, các bạn điện vào trong công ty đó, các bạn có thể hỏi ba bốn công ty đó, rồi các bạn thấy công ty nào hợp thì các bạn làm. Các bạn biết lúc trước mình không có liên kết với công ty bên in Tân Phú Phong, mà lúc trước là mình in bên qua một công ty khác. Tuy nhiên là khi đó là giống như là cái công ty đó cũng giống như, nếu mà sau này mình tìm hiểu đó thì họ cũng giống như mình, họ cũng có trang web đồ đàng hoàng hết, họ cũng ấy, nhưng mà họ không có máy móc gì hết và họ nhận mình. Ví dụ như cạc một hộp cạc visit đó, 5 hộp cạc visit thì họ họ lấy mình 101. Thật ra nếu là vào nhà máy in đó, thì họ sẽ in thấp hơn nữa ha, họ sẽ nhận cho mình 101. Thì giữa nhà máy in đây, giữa người trung gian và mình, thì người trung gian đây cũng giống như mình bây giờ đó, đó họ sẽ nhận lại cho mình đó, rồi xong họ quăng qua lại bên bên nhà máy in offset, rồi xong họ mới giao lại cho mình, họ chỉ có công đây. Thì khi đó thì cái lợi nhuận của mình in một cạc visit nó không có bao nhiêu hết. Thì một đợt hàng về thì khoảng lời 50.000. Nếu mà các bạn biết là nếu mà 50.000 mà mình không làm gì hết mà chỉ quăng qua trong vòng có 2 ngày mình đi lấy về mình đi khách hàng, nhưng mà cái chất lượng rất là đẹp. Chất lượng đẹp bình, nó cạc visit được cán màng rồi định lượng nó kia, màu sắc rất là đẹp nên rất là ok. Rồi sau này mình mới liên kết với Tân Phú Phong, thì Tân Phú Phong là có nhân viên họ đi, họ phát triển thị trường, họ có tới tiệm mình họ làm, họ đặt vấn đề và sau đó mình cũng gọi điện vào. Thì cái cách của bên Tân Phú Phong làm là họ cho mình công nợ 1 tháng, tức là đầu tháng đến khi cuối tháng là họ tổng kết công nợ, rồi sau đó mình sẽ chuyển khoản, mình thanh toán cho họ. Thì đây là một trong những cái lợi thế mà cách làm ăn bây giờ mình thấy cũng hợp lý. Nên sau đó mình quyết định mình mới bên Invoice Tân Phú Phong. Thì khi mà các bạn đã liên kết được rồi thì họ sẽ gửi cho các bạn một cái bảng giá, gọi là bảng giá sỉ, mình gọi là tạm gọi là bảng giá sỉ, tức là từ nhà in, giống như là mình là một đại lý của nhà in gì đó. Thì họ sau đó từ cái giá đó các bạn sẽ bắt đầu mới tính toán ra được là ví dụ như 5 hộp cạc các bạn cần lấy bao nhiêu tiền với khách hàng. Thì mình nghĩ nếu mà các bạn tính toán kỹ cái lợi nhuận hiện tại bây giờ, nếu mà các bạn liên kết đó, các bạn có thể kiếm được 50% vấn đề lợi nhuận trên một cái đơn hàng 5 hộp cạc nha. 5 hộp cạc các bạn nếu mà tính toán là các bạn có thể kiếm được khoảng lợi nhuận 50%. Tại vì khi á, cái lợi hại của liên kết với cái nhà máy in nè, thứ nhất là in được số lượng nhiều, thứ hai chất lượng đẹp, chất lượng đẹp, và thứ ba là công việc nó rất là nhanh. Nó đảm bảo, ví dụ như bên công tăng mình làm bên công ty Tân Phú Phong thì họ nói ví dụ như chiều nay trước 5 giờ bạn gửi file, ví dụ chiều đây là chiều chủ nhật, trước 5 giờ mình gửi file là chiều mai 2 giờ là họ đã có gửi hàng ra xe cho mình, và sáng đó mình ra xe mà mình chỉ định họ gửi mình lấy hàng về rồi mình giao qua cho khách hàng mà chỉ lấy lợi nhuận thôi, chỉ trong vòng cách có bao nhiêu ngày đâu. Là mình thấy các bạn thấy lợi nhuận ví dụ như là giờ 500 tờ rơi, nhưng mà 500 tờ rơi với số lượng là A4 người thì người ta mới nhận nha, 500 tờ rơi. Các bạn xòe giá xong các bạn lợi nhuận thì có thể là các bạn lời ví dụ như 500 tờ rơi trong vòng các bạn gửi file qua, các bạn làm gửi qua đối với khách hàng, mà các bạn nếu mà các bạn thiết kế khách hàng thì nếu các bạn muốn lấy tiền file khách hàng thì các bạn phải thỏa thuận trước nha, thì cái đó lợi nhuận riêng. Thì khi đó các bạn biết là khi mà bấm lợi nhuận ra, khi mà gửi xong in qua các bạn giao thôi các bạn lấy, thì mình thấy là lợi nhuận nó cũng tương đối là khá, tương đối là khá. Tại đây là cái vấn đề về giá cả và mức độ cạnh tranh, là mình không thể nào mình nói được là cái cách mình lấy giá ở khách hàng là bao nhiêu, nên cái đó các bạn tự tính ở nơi. Có thể là nếu mà các bạn ví dụ những cái vùng mà các bạn nó ít có người cạnh tranh như nãy mình nói đó, thì các bạn có thể lấy cao hơn và người ta sẽ chấp nhận người ta làm với bạn, tại vì người ta khi mà người ta phải đi xa hơn để cho người ta đặt những cái hàng đó thì họ mất công nhiều hơn các bạn. Do đó các bạn phải tình huống và chỉ là vào cái địa thế của các bạn và các bạn lấy giá ra trường hợp. Và
Mình khuyên các bạn khi mà đã phát triển một cái ngành nghề, các bạn đã có về kiến thức về thiết kế rồi, các bạn nhận được rất là nhiều bì thư rồi, card visit, có nhiều mối card visit, có nhiều mối in tờ rơi, có nhiều biết in kể cả những cái bì thư, thì các bạn nên liên kết với nhà máy in, và cái chất lượng in của nó họ rất là tốt và rất là đẹp. Và khi đó mình làm, mình cứ làm theo cái một cái chiều xoay vòng như thế, đến khi mà khách hàng lượng khách hàng nhiều rồi, thì mình giống như là mình chỉ cần mình ngồi mình thiết kế file, mình quăng qua mình in, đem in cho khách hàng và lấy lợi nhuận. Thì các bạn thấy là đó là một trong những cái lợi hại mà mình để mình xử lý cái liên kết với nhà máy in với số lượng nhiều, kể cả ví dụ như là các dịch vụ như là in hóa đơn. In hóa đơn thì các bạn, nếu mà các bạn để hoàn thiện một cuốn hóa đơn bán lẻ, thì các bạn phải có máy cắn lằn để xé, tờ hóa đơn, đóng ghim rồi cắt đoạn này kia nữa, thì các bạn làm biết rất là mất công. Và nếu mà các bạn phải có thêm, ví dụ như là phải có thêm cái máy để chuyên in hóa đơn, ví dụ cái máy in siêu tốc để chuyên in hóa đơn, các bạn phải có thêm cái máy đó đó nữa, thì các bạn phải đầu tư, các bạn phải bỏ công ra để các bạn làm và các bạn kiếm lợi nhuận. Và trên một cái cuốn hóa đơn đó, các bạn biết là nếu các bạn bỏ công sức ra, các bạn làm bạn in bản đồ, bạn tính ra các bạn lợi nhuận không ngon bằng, không có hợp bằng các bạn làm cái file xong, thỏa thuận giá với khách hàng xong, dựa trên cái bảng giá nhà máy in đưa ra, số lượng cuốn bao nhiêu, các bạn tư vấn cho khách hàng dựa theo những cái yêu cầu của nhà máy in đặt ra, thì mình khi mình chốt đơn hàng xong là mình gửi qua nhà máy in. Đối với những cái khách hàng nào mới thì các bạn nên lấy tiền đặt cọc trước để giữ chân họ. Nhiều lúc mình không có biết họ ở đâu hết, khi mà họ đặt một số hàng đi rồi, cái nhiều lúc cái họ quên họ đi luôn, là các bạn sẽ ôm cái khối hàng đó. Do đó là đối với những khách hàng mới thì các bạn nên lấy tiền cọc để giữ chân khách hàng. Đó là những cách mà mình hay làm, mà mình khuyên các bạn khi mà mới, các bạn cứ mạnh dạn đi đầu tư nhà máy in, liên kết với nhà máy in và có một rất là nhiều dịch vụ, sau này các bạn sẽ thấy nó rất là tốt. Thực khi các bạn lên liên kết được với nhà máy in là một trong những cái yếu tố để phát triển ngành nghề của mình, dù các bạn không cần phải có máy móc, không cần phải đầu tư máy móc nhiều, nhưng mà các bạn vẫn đảm bảo được những cái dịch vụ các bạn làm ra chất lượng. Ví dụ như các bạn nhận 1.000 cái bì thư, đối với những cái bì thư thì có thể là họ phải nhận 1.000 cái cho nên họ mới nhận, thì đối với một cái ngàn cái bì thư mà đã in một offset đó, thì các bạn sẽ thấy nó cực đẹp, nó rất là đẹp. Cho với các bạn phải đầu tư thêm máy nè, đầu tư nhân công nè, là nhiều, nhưng mà các bạn tính ra các bạn càng làm nhiều, máy móc càng nhiều, công mình bỏ ra nhiều, thật ra cái lợi nhuận nó chưa chắc gì nó qua cái phần liên kết với nhà máy in. Trong khi đó mình chỉ cần bỏ công, mình có kiến thức đầu tư vào trong thiết kế, rồi sau đó mình đem qua, mình liên kết nhà máy in, thì cái lợi nhuận nó sẽ tốt hơn, và mình không cần đầu tư máy móc nhiều, không cần bỏ vốn nhiều. Đó là cái lợi hại của cái sự liên kết với nhà máy in, và mình muốn chia sẻ ở video này. Nếu các bạn nào chưa có cái liên kết với nhà máy in thì các bạn hãy cố gắng liên kết với nhà máy in, nếu các bạn đã có nhiều dịch vụ rồi. Thì các bạn là khi mà đã liên kết với nhà máy in rồi thì các bạn đã có cái bảng giá rồi, những yêu cầu số lượng là bao nhiêu họ khắc in, thì các bạn khi mà khách hàng vào thì các bạn tư vấn làm sao hướng cho khách hàng theo đúng cái số lượng đó. Ví dụ khách hàng tới đặt cho mình 2 hộp cạc, nhưng mà đối với nhà máy in á, là để liên kết đó, in đó, phải 5 hộp cạc, thì mình nói với khách hàng là bây giờ nếu anh chị mà muốn in 2 hộp cạc thì cái số tiền nó cũng gần tương đương với 5 hộp cạc. Nếu mà các bạn in lẻ số lượng ít thì cái giá thành cạc nó cao hơn, mà nó gần tương đương với cái giá thành 5 hộp. Vậy thôi bây giờ anh chị làm luôn 5 hộp, nhưng mà cái chất lượng nó tốt, nó đảm bảo, nó tốt, nó đẹp, nó bền, thì khách hàng lúc đó thì họ sẽ ok, đồng giá thì họ ok, họ sẽ bỏ qua, họ in 5 hộp. Và sau đó mình chỉ cần, nếu mà họ có file rồi, mình chỉ cần bóc cái file quăng qua bên phần Sky mà mình liên kết với nhà máy in đó. Rồi xong họ tự động họ xử lý, họ gửi về, mình có cái nhiệm vụ là mình đi mình lấy về, ra nhà xe la chành xe lấy về rồi giao khách hàng và lấy tiền hết. Đó là một trong những cái lợi hại mà mình muốn chia sẻ video này. Mình hy vọng các bạn hãy liên kết với nhà máy in để chúng ta làm và phát triển ngành nghề của mình. Rồi video của mình chia sẻ đến một chút cái kinh nghiệm và mình cảm nhận những cái lợi của khi mà mình liên kết với nhà máy in. Mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn, hoặc là một chút cái kinh nghiệm này các bạn có thể hình dung ra được cần liên kết với nhà in để làm những cái việc đó, mình không cần phải máy móc.
để các bạn phát triển ngành nghề của bạn hơn. Nếu các bạn thấy video này có hữu ích thì các bạn hãy share để mọi người cùng xem. Nếu các bạn mới vừa ghé qua kênh Bado Article thì các bạn hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông khi mình đang chia sẻ những cái video mới lên. Các bạn có thể xem được những cái video của mình và chia sẻ những cái kinh nghiệm, một chút cái kinh nghiệm về vấn đề lĩnh vực photo in ấn và kinh nghiệm làm việc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe. Bye bye.